Xin chào các bạn, hôm nay có chiếc Toyota Hilux đến thực hiện gói bảo dưỡng 60.000 km. Thì bên CCM Fast có đầy đủ tất cả các gói bảo dưỡng theo km nha. 20.000, 60.000, 80.000, 100.000, vân vân. Thì tất cả đều thực hiện theo quy trình rõ ràng hết các bạn. Đầu tiên vô là phải đọc lỗi, coi thông số LADATA của động cơ, coi xe bị cái gì, tất cả được lưu trữ hết các bạn. Sau đó thì mình sẽ tiến hành kiểm tra tất cả những cái hạng mục của động cơ, hệ gầm này nọ. Thì trước mặt các bạn là mình đang đo cái chất lượng dầu phanh, tất cả đều là đo bằng thước hết nha, chứng minh bằng con số hết. Như trong video clip là anh kỹ thuật viên đang đo độ dày của dĩa phanh cũng như là bố phanh coi như thế nào, rồi sau đó mình tiến hành vệ sinh thắng. Nếu cái nào mà cần thiết thay thì mình mới báo khách, báo giá và thống nhất thay. Các bạn thấy không, tới cái từng con bù lông mình cũng phải tính toán tới việc là trét mỡ bò làm sao cho nó chuẩn, khi siết lực thì nó mới chuẩn được nha các bạn. Tại vì nếu bù lông không có trét mỡ bò đó thì nó siết lực không có chuẩn đâu. Làm tới đâu thì mình đánh dấu vô quy trình tới đó để không có quên, coi vậy đơn giản lắm nhưng mà nó quên đó. Bây giờ mình kiểm tới hệ gầm. Hệ gầm thì mình kiểm tra tất cả các routine, routine trụ, routine lái, tất cả các cao su coi nó có độ rơ hay không, nó có dấu hiệu tét nứt này hay không để mình cảnh báo khách hàng. Ngoài ra còn kiểm tra những hạng mục lẻ tẻ như là dầu trợ lực lái, kiểm tra về mặt nước mát. Các kiểm tra nước mát cũng khá là hay các bạn, cái này gần như là chỉ phương pháp duy nhất để coi nước mát có rò rỉ hay không. Mình đưa áp suất vào hệ nước mát, coi nó có bị rò rỉ hay không, mà đứng đó mình nhìn coi có nhiễu giọt chỗ nào hay không, có thì mình cập nhật lại. Xong hết tất cả rồi mình tiến hành thay nhớt thôi. Tất cả nhớt sử dụng tại CCM Fast là nhớt nhập Mỹ với các bạn, một là nhập Mỹ, hai là nhập Úc. Mình hiện giờ không còn nhớt Việt Nam nữa. Mình không tin tưởng nữa rồi, thôi mình xài đồ nhập cho chắc ăn. Cuối cùng sau khi thay nhớt thì chỉ còn sót lại cái hệ bánh xe thôi. Thì mình tháo tất cả các bánh ra, mình đều cân bằng động, cân mâm bấm chì lại hết. Sau đó lắp lên xe rồi mình cân thước lái bằng máy hình tờ. Dù gì máy nó mượt, nó mạnh thì thước lái cũng phải thẳng thì lái lúc đó nó mới sướng được các bạn. Thì xe tầm 10.000 km ở Việt Nam là nó đã lệch rồi nha, phải canh thôi chứ không cách nào khác. Cuối cùng một chiếc xe hoàn thiện giao cho bác chủ xe Vivu.